Trước hết, nếu nhìn thoáng qua thì có thể nói lạm phát và bất động sản dường như rất ít liên hệ với nhau, vì lạm phát tính trên một rổ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng và trong số đó có một phần nhỏ là vật liệu xây dựng. Trong khi đó, giá của bất động sản thì phụ thuộc nhiều vào xu hướng nhân khẩu học và cung cầu của thị trường. Ví dụ như giá của bất động sản phụ thuộc vào vị trí, độ khan hiếm, triển vọng phát triển của nơi có bất động sản. Nhưng trong dài hạn thì lạm phát và giá bất động sản di chuyển cùng hướng với nhau. Lạm phát tăng sẽ dẫn đến tiền lương tăng, và tiền lương tăng thì chi tiêu cho nhà cửa cũng tăng theo. Từ đó, giá thuê hay giá mua bất động sản cũng điều chỉnh tăng theo. Bên cung yêu cầu một mức giá cao hơn và bên cầu cũng sẵn sàng chi trả ở mức cao hơn ấy. Theo các chuyên gia, lạm phát cũng thường xuất hiện ở những nền kinh tế có mức lãi suất thấp trong một thời gian, như đã thấy ở Mỹ, châu Âu và nhiều nước khác trong thời gian qua. Lãi suất thấp khiến cho chi phí vay rẻ là một nguyên nhân quan trọng khiến cho người dân mạnh dạn vay tiền để mua nhà, căn hộ. Khi lạm phát tăng, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ngụ như cổ phiếu của những doanh nghiệp hàng thiết yếu, phân phối hàng tiêu dùng, trái phiếu có đảm bảo chống lạm phát như ở thị trường Mỹ, trái phiếu có coupon cao. Và bất động sản cũng được coi như là một cách để chống lạm phát khi thị trường này thường ít biến động theo thị trường chứng khoán. Như vậy, ở góc nhìn tổng thể, khi lạm phát tăng thì trong dài hạn, giá bất động sản cũng sẽ tăng theo, có thể bù được sự gia tăng của chỉ số giá. Không những vậy mà có những trường hợp còn có tốc độ tăng nhanh hơn tốc độ lạm phát.